Nhân hỏi làm, họ ăn nào thì họ làm vậy. Hỏi làm gì? Tức là họ ăn mặn. Họ đã học Phật Pháp đâu. Cả nhà họ thì làm, họ con cháu thì làm mâm, trước tiên là mâm cỗ thịt con gà, hay là thậm chí có nhà làm sang họ thịt cả con lợn vân vân. Đó, hoặc là họ ra chợ mua, họ làm một vài mâm cỗ, trước là cúng thần linh thổ địa gia tiên, sau là gì, hạ lộc, là con cháu cả nhà cả họ gì cùng thụ lộc cùng ăn với nhau. Thì đấy là gì? Đấy là cái việc ở ngoài đời của họ. Đó. Ở đây thì Phật tử này, con thấy mọi người cúng gia tiên. Thế đây mọi người có nghĩa là rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp nhân dân vân vân, thế này thế khác. Thì những cái người mà họ chưa theo Phật, chưa quy Tam Bảo, chưa phải là Phật tử thuần thành, thì họ làm những cái việc đó, đó là chuyện thường tình ở thế gian. Cho nên chúng ta mới mới gọi là chúng sinh. Chúng sinh là như thế. Chúng ta không thể gì đem lời dạy của Đức Phật hay đem giáo lý của Đức Phật áp dụng và bắt họ gì, ngày giỗ họ, ngày Tết bắt họ phải gì, phải làm cỗ chay để cúng gia tiên. Và chúng ta biết là thường thường những cái Phật, những cái gia đình có thể là Phật tử rồi nhưng mà chưa hiểu đạo một cách sâu sắc. Hoặc là trong gia đình có một hai người là Phật tử, còn rất nhiều người không phải Phật tử, họ ép. Họ có quyền hơn, có thế, có lực hơn ở trong gia đình, trong dòng họ, cho nên ép là gì? Không được cúng cỗ chay trong ngày giỗ đó, ngày Tết đó, mà phải cúng mặn cho các cụ. Vì các cụ ngày xưa các cụ không tu, các cụ vẫn ăn mặn. Cho nên bây giờ thì họ lấy cái cớ đó họ bắt gì? Bắt chúng ta phải gì? Vẫn phải làm cỗ mặn. Và thường những nhà làm cỗ mặn để cúng ngày giỗ đó, ngày Tết đó, thì chúng ta thấy thường nó đi đôi với gì? Với làm vàng mã để hóa. Một tí vàng mã để dâng lên để hóa. Tí tiền vàng mã bằng đồ giấy đó, đồ giả đó, để hóa, gọi là cho các cụ gì? Cho các cụ một chút ngân xuyến để các cụ tiêu ở dưới quê âm. Quả thật là gì? Chúng ta hóa vàng mã là bên kia không có nhận được một chút nào cả. Quả thật không có nhận được, vì dưới quê âm họ không có gì? Có cách quản lý tiền tệ quê âm. Nhưng mà đây chúng ta gì? Là thói quen. Là cái thói quen rồi thì chúng ta thấy giữa người sống chúng ta thấy an lòng. Và chúng ta nghĩ là đã cho ra tiền, chúng ta có tiền, có nhà, có cửa, có nhà lầu, xe hơi, có tiền vàng để ăn tiêu sủng sẻng dưới quê âm rồi. Cho nên chúng ta thấy yên tâm. Mỗi năm đến ngày giỗ thì cũng chuẩn bị gì? Mâm cơm thì cúng các cụ đã đành rồi thì phải cho các cụ tí tiền, tí vàng nữa chứ, tí bạc nữa chứ, để các cụ gì tiêu ở dưới. Và đấy là những cái thói quen của dân gian, của những người chưa học Phật, hoặc là những người học Phật chưa đến nơi đến chốn. Còn đạo tràng chúng ta ở đây, đạo tràng Tịnh Châu Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và tất cả những nơi tôi trụ trì thì cúng chúng sinh, có cúng chúng sinh, có cúng gì cầu siêu, nhưng mà không có gì, không có cúng cố mặn và cũng không có cúng vàng mã bao giờ, không có cúng tiền vàng bao giờ, đồ giấy đồ giả bao giờ đó. Nhưng mà gì, nhưng mà pháp hội vẫn cứ trang nghiêm, sự thành công thành tựu vẫn cứ gì, vẫn cứ viên mãn, mà thậm chí còn làm rất tốt trong vấn đề hoằng pháp ở khu vực phía Bắc trong mấy năm trở lại đây đó. Cho nên đó, cái này thì chúng ta thấy thì Phật tử này đưa câu hỏi này thì nói là trong ngày giỗ ngày Tết vẫn thấy họ, vẫn thấy mọi người cúng gia tiên ngày giỗ bằng cỗ mặn và hóa vàng, vậy có nên làm hay không? Thì ở đây thì nếu mà là Phật tử thì quả thật chúng ta không nên làm, nhưng chúng ta cũng không gì, là Phật tử chúng ta không làm thì thôi thì tốt rồi, nhưng chúng ta không nên, cũng không nên chỉ trích những người gì họ hàng và làng xóm láng giềng của chúng ta, bạn bè của chúng ta, nếu họ chưa phải là Phật tử, hoặc là Phật tử nhưng gì có cái khó là gì, họ chưa thể nào mà lái được tất cả dòng họ cũng như là vợ chồng con cái của họ phải gì? Phải cúng cỗ chay trong ngày giỗ ngày Tết và không được đốt vàng mã trong ngày giỗ ngày Tết. Họ vẫn làm cái điều đó thì chúng ta thì thôi cứ hoan hỷ đi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Gọi là giống ví như là chúng ta tu mà giống như là mắt không thấy, tai không nghe. Vì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì thì thôi đừng có gây thêm phiền phức là gì. Chúng ta miễn là gì, chúng ta làm tốt cái bổn phận và trách nhiệm và ra cái việc ở trong gia đình của mình là được, và chúng ta tu tâm dưỡng tính mình sao cho tốt là được. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội nói gì, chớ nhìn lỗi người lại như thế, luôn luôn chỉ nhìn lỗi gì, lỗi của mình thôi, chỉ nhìn lỗi của mình nhé để tu tập cho tốt thôi. Chứ còn chúng ta bớt nhìn lỗi của người đi, nếu chúng ta cứ luôn luôn nhìn vào lỗi của người chúng ta sẽ bị phiền não đấy, tự tâm chúng ta sẽ khởi phiền não, chúng ta sẽ bị đau khổ khi gì, khi chúng ta chưa buông được những cái thói hư tật xấu đó, chuyên đi nhìn lỗi của người đó. Cái đây cũng là một điều Phật tử
những người tu tập chúng ta cầu sinh cực lạc, chúng ta hành giả tu tịnh độ cầu một đời vãng sinh, chúng ta phải tập buông xả dần dần cả những cái đó. Tôi ngày xưa rất chấp những điều đó, đặc biệt là khi còn đi học. Tôi mà thấy sư nào ăn thịt uống rượu tôi quay thường ra mặt. Thậm chí có tôi còn nói họ không ra cái gì nữa cơ. Nhưng bây giờ thì bình thường, rất bình thường. Bây giờ thì có thể tôi ngồi cùng mâm với các vị ấy, không sao. Các vị ăn thịt uống rượu, kệ các vị ăn. Còn tôi thì cứ gắp rau hoặc gắp gì, gắp đậu tôi ăn, không sao cả. Nhưng mà gì, 15, 20 năm trước thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đó với tôi. Vì sao? Vì ngày đó tôi chấp, tôi nghĩ là sư là phải gì, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, không gì, ăn thịt, uống rượu, không ăn ngũ tân, vân vân, đó mới là sư. Và gần như không bao giờ tôi ngồi chung với các vị đó. Ngồi với, đi đám, đi xá mà ngồi mâm nào mà gì, thấy các vị bưng đĩa thịt lên một cái tôi đứng dậy ngay. Đó là cách phản ứng của tôi ngày xưa, là nó phải nói là mình có thể gọi là hơi thái quá như vậy, và khiến cho một số các quý thầy đó không bằng lòng, và họ nói mình cũng, họ quay lại họ cũng đằng sau họ thì cũng không hoan hỉ gì mình, và họ nói mình cũng chả ra cái gì cả. Và kết quả là gì? Mình nghe thấy là mình đi, mình bị phiền não. Nhưng bây giờ thì khác rồi, 15 20 năm sau vẫn là tôi, vẫn là con người ấy, nhưng mà cách nhìn nhận của tôi bây giờ thì khác. Mình vẫn giữ cho bản thân mình thì chặt chẽ, nhưng mà với người xung quanh mình không chỉ trích, không nhìn lỗi của họ nữa, không nhìn thấy lỗi của họ nữa. Và ngài Tịnh Không nói là gì? Mình cứ coi họ như là Bồ Tát, còn ta như là gì? Là một chúng sinh đang cầu đạo, thì chúng ta thấy an vui hơn, thấy khỏe hơn, thấy tốt hơn. Chứ chúng ta thấy chúng ta nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.